Xin chào quý vị và các bạn yêu âm thanh, các bạn audiophile đam mê nhạc số. Hôm nay, Vinh Studio sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một cái cách khai thác việc chơi nhạc số qua cổng USB DAC trên các cái đầu giải mã DAC. Chúng ta sẽ khai thác cái việc chơi nhạc số này bằng cách là sẽ sử dụng hai chiếc máy PC fanless làm cái nguồn phát nhạc số để truyền sang chiếc DAC qua cái cổng USB audio phía sau của các cái đầu giải mã DAC. Đây là cái cổng USB audio thường thì nằm phía sau của các cái đầu giải mã âm thanh. Cổng USB DAC nó có hình như thế này. Những thiết bị mà Vinh Studio sẽ giới thiệu lần lượt với quý vị thì trước tiên là chiếc đầu giải mã DAC, thiết bị quan trọng nhất không thể thiếu được. Vinh Studio sẽ lấy chiếc Cambridge Audio SNQ để làm thí dụ cho cái việc khai thác nhạc số hôm nay. Tiếp theo là hai chiếc máy tính mini fanless được Vinh Studio thiết lập và cài đặt tối ưu ở chế độ tốt nhất. Và phần mềm được cài đặt là Music Server là phần mềm RuneLab. Đây là chiếc máy PC fanless thứ nhất. Và chiếc mini PC fanless thứ hai, chiếc này nhỏ hơn. Bên cạnh là cái nguồn xuyến cấp điện 12V cho chiếc PC fanless thứ hai này. Bên cạnh, chiếc thứ nhất là một cái ổ cứng dung lượng lớn để chứa nhạc lưu nhạc, và cái ổ cứng này sẽ được kết nối qua cái đường USB vào chiếc máy tính thứ nhất. Ở chiếc máy tính thứ nhất, Vinh Studio sẽ chọn một cấu hình có con chip là Core i5 và bộ nhớ RAM là 8GB. Chiếc máy tính này có rất nhiều cổng kết nối, có 4 cổng USB 3.0, một cổng mạng LAN, một cổng để xuất hình ảnh sang cái màn vi tính và một cổng HDMI, một cổng nhận cái điện adapter 12V. Tiếp theo là hai cổng USB 2.0 và đường cắm Wi-Fi. Nó làm bằng hợp kim nhôm và tản nhiệt bằng chính cái vỏ của nó, không sử dụng quạt chip. Tiếp theo là chiếc máy tính thứ hai. Chiếc máy tính này có cấu hình không mạnh bằng chiếc thứ nhất, chỉ để cài cái phần mềm RuneBreaker. Với cái việc mà chiếc máy thứ hai có cấu hình nhẹ hơn, về lý thuyết sẽ giảm được các cái nhiễu truyền đến DAC. Đây chính là cái mục đích mà hãng phần mềm Rune đã có khuyến cáo chơi theo cái cách này, và việc viết ra cái phần mềm Breaker chuyển tiếp cũng là để nhằm mục đích này. Máy có hai cổng USB 2.0 và một cổng USB 3.0. Một cổng HDMI có thể xuất hình ảnh lên trên màn hình TV. Nguồn điện thì sử dụng là điện 12V. Cổng mạng LAN. Bên cạnh đó thì có một cái cổng VGA để chúng ta có thể xuất hình lên cái màn hình của máy vi tính. Đây là hai cái cổng USB 2.0 và cái cổng cắm thẻ nhớ. Thực ra thì chúng ta không sử dụng đến cái HDMI cũng như cổng VGA vì phần mềm RuneBreaker không nhất thiết chúng ta cần phải sử dụng cái màn hình bên ngoài nữa, mà tất cả là sẽ theo dõi trên màn hình của điện thoại, của iPad, của các cái thiết bị cầm tay. Chúng ta hình dung RuneBreaker là một cái thiết bị phát cuối có cái thuật ngữ hay được sử dụng là endpoint để đưa cái tín hiệu âm thanh sạch nhất vào trong giải mã. Vì sao ta lại phải cần chiếc máy thứ hai này? Bởi vì nó làm cái nhiệm vụ như một chiếc cầu nối để nhận và truyền dữ liệu vào từ bên cái kho nhạc của RuneCore là cái chiếc máy PC thứ nhất, và tín hiệu sẽ được truyền qua đường mạng cáp LAN để sang bên chiếc thứ hai này. Chiếc thứ hai sử dụng RuneBreaker nó cũng tương tự như là các cái thiết bị giải mã mà hiện đại, họ cũng thường có tích hợp sẵn cái phần mềm gọi là RuneReady. Thế thì nếu ta sử dụng cái thiết bị ngoài như một chiếc máy tính này thì lại gọi là RuneBreaker.
nó sẽ làm cái nhiệm vụ là tách riêng phần PC thứ nhất, phải làm rất nhiều việc như là điều hành kho nhạc, convert file nhạc hay là render các file nhạc. Nếu mà để tất cả chung trong một chiếc máy tính thì nó sẽ sinh ra rất nhiều cái nhiễu, nên người ta sẽ sử dụng chiếc Bridger, chiếc thứ hai này, để nó như một cái giải pháp là cách ly nhiễu. Chiếc máy Bridger thứ hai này sẽ sử dụng thuật toán Bitperfect với chế độ kiểm tra và làm sạch dữ liệu, nên nó nhất thiết vẫn phải cần có một cái audio driver của hãng DAC sẽ cài lên trên cái máy tính này để phát được các cái giao thức nhạc ASIO cho chất lượng, cũng như là đọc được các cái file định dạng tốt nhất theo chất lượng của các cái kỹ sư mà thiết kế ra chiếc DAC mà chúng ta cắm vào. Ở chiếc DAC thứ hai, nếu có điều kiện chúng ta cũng nên đầu tư cho nó một nguồn điện thật tử tế, sạch và tĩnh. Như ở đây, tôi có đầu tư một cái cục nguồn xuyến rất lớn để cung cấp một cái nguồn điện DC 12V sạch, ổn định cho chiếc máy thứ hai này. Cũng có nhiều cách chơi hơn nữa khi ta sử dụng phần mềm Rune và chơi theo cái kiểu ví dụ như kiểu upsample. Đại khái nó như kiểu là chơi một cái file định dạng thấp, xong chúng ta sẽ sử dụng một cái máy tính có cấu hình cao và chúng ta sẽ nâng cái file đó lên thành các cái định dạng ví dụ như là BSD 256 hoặc là 512 để tạo một cái cảm giác có một cái độ phân giải cao hơn. À, cái việc chơi này thường thì mọi người hay sử dụng cái phần mềm thêm vào đó là cái phần mềm HQ Player. Cái phần mềm này nó cũng cho phép nhúng thêm các cái mẫu equalizer mà nhiều hãng họ đã sắp đặt cho mình để phù hợp chơi các cái loại nhạc theo sở thích, theo thể loại yêu thích. Cũng có một số ý kiến thì cho rằng chơi theo cái kiểu này nó cũng làm mất đi cái tính tự nhiên của các cái bản nhạc. Nên chọn chơi theo cách này cũng chỉ là sở thích của một số anh em thích vọc vạch và thích nâng cấp máy, các cái loại máy cấu hình cao để chơi theo cái kiểu này. Và đảm bảo là cái những cái máy mà phải đầu tư cho nó là những cái máy rất khỏe, tốn tài nguyên và phải đầu tư nhiều tiền hơn nữa. Tiếp theo, gần như là linh hồn của việc nghe nhạc số đó là cái ổ cứng để nơi lưu trữ những chiếc CD nhạc được chọn lọc từ những CD hay, và những CD gốc sau đó sẽ được rip lại cẩn thận và được tối ưu hóa chuẩn metadata quốc tế để tạo điều kiện cho cái việc mà khi chúng ta sử dụng phần mềm Music Server, thí dụ như là phần mềm RuneLab chẳng hạn, nó sẽ giúp cho chúng ta có thể tìm kiếm được nội dung âm nhạc trong phần mềm theo ý muốn. Cụ thể là những người chơi có thể tìm được theo các cái mục như ca sĩ, nhạc sĩ, tên bài hát, hay thậm chí là khi ta nghe nhạc cổ điển chẳng hạn, nó có rất nhiều thông số, thì khi ta có thể tìm được thông số của một dàn nhạc, của một nhạc trưởng theo ý muốn, nó sẽ tìm ra hết. Cái việc này thì sẽ phải đòi hỏi người biên soạn cái nội dung các cái file nhạc này phải trước đó phải điền các cái thông tin thật chi tiết lên các cái trường thông tin khác nhau để thống nhất với cái Music Server, thì lúc đó lúc ta cần tìm cái gì thì ta mới có thể tìm được trên phần mềm Music Server được. Người rip mà càng tỉ mẩn thêm nhiều thông tin vào thì cái file nhạc đó sẽ được người chơi càng dễ tìm các cái thông tin nội dung cần thiết hơn. Tiếp theo, chúng ta đầu tư một sợi dây USB audio chuẩn kết nối là A sang B. Chuẩn A là chuẩn ở bên chiếc máy tính Bridger này. Chúng ta sẽ nối vào đằng sau của chiếc DAC, đây là chuẩn B. Chuẩn B nó có hình vuông, còn chuẩn A nó hình dẹt. Chúng ta nên chọn các cái sợi dây cáp USB audio có thương hiệu một chút, không nên dùng các cái loại cáp được quảng cáo là deep với chất lượng vật liệu thường là không phải là loại tốt. Yếu tố quyết định đến chất lượng tín hiệu truyền dẫn trên cáp USB chủ yếu là ảnh hưởng bởi lõi dây và tất nhiên là bởi cái nối mối hàn của hãng, và đặc biệt là vỏ cáp nó phải có các cái hợp chất để chống nhiễu được. Thiết bị không kém phần quan trọng và tạo cảm hứng trong khi chúng ta nghe nhạc đó là chiếc iPad hay là chiếc máy tính bảng.
Càng có màn hình càng lớn thì việc chọn bài yêu thích càng dễ dàng và trực quan hơn. Phần mềm Rune Remote này sẽ được tải miễn phí trên App Store của iOS hoặc của Android. Chúng ta sử dụng cái app Rune miễn phí trên iOS và Android để chọn bài hát trên ổ cứng. Chọn bài hát trên dịch vụ nhạc trực tuyến hay trên Tidal, trên Qboost đều có thể được. Ta có thể lập các cái playlist yêu thích để mỗi lần mở máy ra là chúng ta có thể nghe được ngay những cái bài hát mà trước đây chúng ta đã chọn trước. Cái phần mềm Rune Remote này có một cái đặc điểm nổi bật là chúng ta không cần phải sử dụng cái màn hình để kết nối, màn hình ví dụ như vi tính để kết nối để hiển thị, mà ở trên cái phần mềm này nó cho phép chúng ta có thể hiệu chỉnh làm mọi việc như là khi ta sử dụng một cái màn hình bên ngoài của máy tính. Thí dụ như ở trong cái mục cài đặt đây là chúng ta có thể vào cài đặt mọi thứ như là chúng ta sử dụng màn hình cắm vào máy tính ra một cái màn hình rời bên ngoài. Chúng ta có thể chọn nhạc theo ý. Và ta phát cái định dạng nhạc nào thì ở trên cái mặt màn hình của chiếc DAC nó sẽ hiển thị cái độ phân giải của cái thể loại đó. 44,1 kHz là cái thông số thể hiện là cái việc mà chúng ta đang sử dụng một cái file nhạc ở cái chuẩn CD. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu qua, sơ lược qua cái giao diện của cái phần mềm Rune Remote này. Đây là cái trang chủ, cái giao diện chính ban đầu thì nó sẽ hiển thị cái tên của tài khoản. Sau đó là nó sẽ hiển thị là có bao nhiêu tác giả, bao nhiêu đĩa CD, có bao nhiêu bài hát và có bao nhiêu người sáng tác. Ở dưới này, đây là một cái giao diện mà nó thể hiện là những cái bài hát, những cái đĩa CD mà chúng ta trong quá trình chơi, chúng ta đã chơi những đĩa này. Đó. Chúng ta hay chơi đĩa nào thì nó sẽ hiển thị ở đây để hôm sau chúng ta có thể tìm kiếm lại những cái đĩa đó cho nó nhanh. Bên cạnh đó có cái mục gọi là Added. Cái mục này là nó cho chúng ta xem được toàn bộ cái nội dung cái nội dung của toàn bộ những cái số lượng album mà chúng ta có. Cái máy tính này nó sẽ kết nối với cái Rune Core là cái máy một, máy PC 1 đấy, để nó kết nối vào để nó hiển thị những cái hiển thị như này. Bây giờ thí dụ như tôi thích chơi một cái bài của cô Bích Ngọc ở cái đĩa đầu tiên đây, tôi ấn vào, tôi có thể chọn một bài nào đó, tôi ấn một cái đó. Phần mềm Rune này nó cho phép chúng ta kết nối, tức là chọn bài ấn một cái là có tác dụng ngay, rất nhanh. Ví dụ như ta ấn một bài nào đó cái là gần như nó lên ngay. Đó. Thì đây là những cái bài mà chúng ta đã chọn. Thế thì ví dụ như trong một cái album nhạc chúng ta có thể tìm kiếm bằng cách là ấn vào cái kính lúp đây. Ví dụ chúng ta thích nghe nhạc của Chopin chẳng hạn, chúng ta ấn vào Chopin. Nó sẽ search ra đây là nội dung có những cái đĩa CD nào, nó hiển thị ở cái vùng album, chúng ta ấn vào More này để chúng ta có thể nhìn kỹ từng album, hoặc nó hiển thị luôn tất cả các cái bài hát, hoặc là nó hiển thị luôn tác giả. Hoặc là chúng ta có thể ấn bài tên bài. Tốt hơn hết là chúng ta cứ sử dụng không dấu. Đó. Ví dụ như tôi ấn bài nhạt nhòa thì nó báo là cái bài nhạt nhòa này có ở trong những cái album ở phía trên này, hoặc là những cái bài có liên quan đến chữ nhạt nhòa nó nằm ở chỗ phần track đây. Thí dụ như tôi muốn nghe cái bài nhạt nhòa của ca sĩ Minh Đức
Tôi ấn vào play now này luôn. Trong lúc nghe, chúng ta có thể ấn và kiểm soát được cái việc mà các cái đường dẫn của thiết bị. Thí dụ ta ấn vào bên cạnh cái nút này, nó sẽ báo là cái nguồn nhạc chúng ta lấy từ cái là cái file wave, là từ cái máy PC1. Và từ cái máy PC1 này nó sẽ truyền tín hiệu qua cái máy PC2 là cái Bridger. Và từ cái Bridger nó sẽ truyền về chiếc DAC Cambridge Audio NQ đấy. Và ở trong cái mục có cái hình có cái loa bên tay phải dưới cùng này, chúng ta có thể vào để cài đặt các cái thiết bị rồi là các tính năng, nó rất vô cùng nhiều thứ. Thế thì ở trong cái mục menu chính ở ngoài này, thì đây là cái mục home là như vừa giới thiệu. Nó sẽ báo cho chúng ta biết là chúng ta đã thường hay chơi thể loại gì và thời gian chơi được bao nhiêu tiếng, rồi là những bài hát nào, thể loại nào đang chơi. Chúng ta có thể truy cập trực tiếp vào các cái trang mà nghe nhạc trực tuyến mà tốt nhất là gồm có Qboot và Tidal đấy. Đấy, chúng ta có thể truy cập vào. Còn ở dưới này cái mục thư viện album này thì nó sẽ thể hiện theo cái mục ABC theo chữ cái, hoặc là chúng ta có thể tìm kiếm filter đây. Bên này nó có cái mục là tìm theo bộ lọc. Chúng ta có thể tìm theo tên ca sĩ, nhạc sĩ rồi ABC vân vân, tên của cái phần mềm Runcore này. Nó có một cái không hay bằng cái phần mềm G-Remote, đó là cái phần mà nó không hiển thị cho chúng ta các cái thư mục mà logic giống như ở trên ổ cứng. Thí dụ như trên ổ cứng tôi chia ra 5 đến 6 thể loại khác nhau, thì như ở phần mềm G-Remote là chúng ta sẽ nhớ thể loại nào ở thư mục nào nó có, còn ở đây thì không. Chúng ta nó sẽ lựa theo một là ABC, các cái chữ cái ABC của tên của cái album, hoặc là chúng ta tự tìm theo ca sĩ, nhạc sĩ hoặc tên bài hát, chứ nó không cho chúng ta thể hiện cái nội dung giống như là ổ cứng. Mục playlist này là chúng ta có thể lập các cái playlist, những cái bài hát hay nghe, chúng ta chọn từng bài một vào để chúng ta có thể về sau mở ra để nghe được ngay, rất tiện. Thí dụ như tôi lập một cái mục là nhạc hay nghe này, hay là hay nghe nhạc Tây này chẳng hạn. Tôi mở ra thì bên trong này nó sẽ hiển thị tất cả những cái bài trước đây tôi đã chọn. Rất là tiện. Đó. Và ta nghe bài nào là ta ấn bài đó cái là nó sẽ ra luôn. Tôi cũng, mình có thích lập thành bao nhiêu cái playlist đều được hết. Còn ở trong mục setting thì chúng ta có thể thay đổi tên của tên đăng nhập, rồi chúng ta có thể cài đặt được rất nhiều thứ. Và đây là cái mục store là cái mục để chúng ta có thể nạp thêm các cái ổ cứng, các cái dữ liệu từ bên ngoài vào. Mục service này là chúng ta có thể đăng nhập được ba cái tài khoản Tidal, Qboost và Dropbox này. Mục setup cài đặt này thì chúng ta, cái này thì chúng ta phải tự tìm hiểu. Mục thư viện này chúng ta có thể cài đặt nó và cấu hình nó, định dạng cho nó theo lựa theo cái kiểu gì, lọc theo kiểu gì, chúng ta có thể định dạng trước ở đây. Mục audio này nó cho phép chúng ta từ cái máy Runbridger hoặc là máy Runcore này, chúng ta có thể chọn để phát nhạc ra tất cả những cái máy tính ở trong nhà, hoặc là những cái máy mà có thiết bị mà có thể phát được nhạc hoặc là nghe được nhạc như Chrome hay là các cái phần mềm mà trên TV hoặc mọi thứ. Đây, thí dụ như đây, nó có thể cho chúng ta ấn vào Enable ở trên iPad là nó cho chúng ta nghe được nhạc trên iPad luôn. Hoặc là tôi có một cái máy tính thứ hai ở trong nhà, nó có cái tên là máy chủ đây. Tôi có thể ấn vào Enable là để cho nó, mặc dù tôi có thể sử dụng cái máy đĩa tầng 4, tầng 5, nhưng khi tôi sử dụng cái iPad này tôi có thể chọn nhạc và xuất âm thanh vào các cái máy tính đó, nó kêu ngay ở trên cái máy tính đó. Còn thứ đây, cái dòng này là dòng mà nó báo là Runbridger, là hiện nay tôi đang sử dụng cái con SGNQ và có sử dụng cái audio driver, cho nên nó mới cho chọn vào cái mục là ASIO. Còn nếu mà chúng ta chọn vào cái mục Wasapi này thì chúng ta không cần phải cài driver, nó có sẵn luôn, Windows nó tự nhận
cái driver của Cambridge, nhưng tất nhiên là chất lượng không thể bằng được như chúng ta cài driver riêng của hãng vào trên con máy Pritger. Và đây nó hiển thị thêm là trong nhà tôi có một cái tivi và chúng ta có thể phát nhạc vào cái tivi đó luôn, chỉ việc ấn vào enable này là phát là nó sẽ phát nhạc sang. Các cái mục khác này thì cũng không có gì quan trọng, chúng ta có thể tìm hiểu cái cách cài đặt sau. Đó là cái cách chơi. Thường thì chúng ta sẽ ấn vào mục Home này để chúng ta chọn nhạc, chọn những cái bài đã nghe hoặc là để tìm kiếm. Sau đây tôi sẽ mở một số bài demo và tôi sẽ đặt máy ghi ở cái vị trí cố định để chúng ta thưởng thức thêm một số bài hát và chất lượng nhạc từ chiếc Cambridge Audio qua hai cái máy tính PC fanless theo cái cấu hình đã sắp đặt của tôi. Còn mưa
thang không thể chẳng lòng người đi qua trên đường phố xem mưa dấu chân chưa tìm về chân em tìm đến chuyện ngày xưa biết sao mọi cánh chim bay phương nào còn ngày xuân ấm êm cho mình gọi tiếng yêu em chuyện ngày xưa biết sao mọi cánh chim bay phương còn ngày xuân ấm êm cho mình gọi Oh,
xa vắng. Thôi đành du lòng mình vậy, và những mùa đông đã về. Thôi đành du lòng mình vậy, và những mùa đông đã về. Thôi, thôi đành du lòng mình vậy, và những mùa đông đã về. Thôi đành du lòng mình vậy, và như mùa đông đã về. Thôi đành du lòng mình vậy.